Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày đầu tiên của đại chiến Trung ương 6, trảm 3 ủy viên Trung ương Đảng, 3 ủy viên Bộ Chính trị run rẩy. Trước khi hội nghị Trung ương 6 khai mạc, nhiều người đã cho rằng khoảng 2 ngày đầu là Trung ương Đảng bàn về những mục tiêu kinh tế chính trị hoang tưởng. Và khoảng 5 ngày sau đó là chiến nhau để giành ghế. Tuy nhiên, thực tế thì không phải như vậy. Chỉ mới ngày đầu tiên, ông Tổng đã cho trảm 3 ủy viên Trung ương Đảng để thị uy. Đây được xem là đòn gió đang nhắm tới 3 nhân vật lớn trong Bộ Chính trị hiện nay. Sau phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 sáng ngày 3 tháng 10, thông qua Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cho 3 ủy viên Trung ương Đảng đã lên đường. Đó là Nguyễn Thành Long, Bùi Nhật Quang, Huỳnh Tấn Việt. Đây là hình ảnh ông Trọng cho trảm 3 ủy viên Trung ương Đảng ngay ngày đầu hội nghị. Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Sau khi kết luận số 20 ban ra mà ba nhân vật trên không tự nguyện từ chức nên giờ đây ông Tổng Trọng phải ra tay. Cũng có người thì cho rằng ông Tổng cho ra kết luận 20 cho nó có vẻ nhân đạo, chứ thực ra ông biết quan chức của đảng ông không trọng danh dự và quyết bám ghế. Dù biết có bám cũng sẽ bị phế truất. Ông Nguyễn Thành Phong dính sai phạm khi ông là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm của ông Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng và khó khắc phục, nhất là thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước. Đây chính là tài sản của nhân dân. Còn ông Bùi Nhật Quang, 47 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự khuyết và 13, học hàm phó giáo sư, trình độ tiến sĩ kinh tế, hiện làm chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông này được biết là chủ lò ấp tiến sĩ dởm mà mạng xã hội đã phản ánh trong rất nhiều năm qua. Nói chung là ông này làm đầu nậu bán bằng tiến sĩ cho các quan chức có nhu cầu. Ông Huỳnh Tấn Việt, cựu bí thư tỉnh ủy, bí thư đảng đoàn, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, vì gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước đã làm giảm sút uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và cá nhân ông Việt, ông Hiến gây dư luận xấu bức xúc trong xã hội. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hiện nay. Thực ra, những ông này đã bị kỷ luật trước ngay khi khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6. Tuy nhiên, ông Trọng muốn đem cả ba ra xử ngay ngày đầu khai mạc hội nghị xem như là chiến thuật hù dọa đối với ba ủy viên Bộ Chính trị khác. Theo Thời báo.de được biết, ba ủy viên Bộ Chính trị rơi vào tầm ngắm hiện nay là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và một nhân vật nữa, đó là ông Đinh Tiến Dũng. Vẫn như cách làm quen thuộc, trước khi ra đòn quyết định, ông Tổng phải dùng chiến thuật rung cây dọa khỉ để những nhân vật lớn kia sợ mà chấp nhận, bởi cho đến phút chót họ vẫn chưa thỏa thuận được với những nhân vật này rơi khỏi ghế nên mới bày ra chiến thuật ngay trong kỳ hội nghị này. Chiến thuật rung cây dọa khỉ là mục đích trấn áp tinh thần đối thủ, làm cho đối thủ run sợ mà chấp nhận vào phút chót. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số ngòi bút có tiếng, thì các ủy viên Bộ Chính trị là những người rất dày dạn kinh nghiệm trên chính trường, nên không dễ để họ phải sợ. Họ chỉ sợ những chiêu trò trong bóng tối, chứ không sợ những công cụ có tính chất hợp pháp như điều lệ của Đảng hay pháp luật của nhà nước. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Luật chơi trong Bộ Chính trị khác với luật chơi tại Trung ương Đảng. Luật chơi cho tứ trụ cũng lại khác hơn với luật chơi trong Bộ Chính trị. Với ủy viên Trung ương Đảng thì Đảng dùng luật là quật được. Đó là luật của Đảng. Với ủy viên Chính trị thì với những người yếu bóng vía thì có thể dùng Đảng luật và luật pháp quật được. Tuy nhiên gặp người cứng cựa thì chỉ có thể dùng luật ngầm. Còn với tứ trụ thì chỉ có thể dùng luật ngầm. Đảng luật chỉ là công cụ để ngã giá chính trị, chứ khó mà quật được những người này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tô đánh từ hướng Nam, ông Nơi đánh từ hướng Bắc, Thủ tướng đang bị bao vây. Vụ án liên quan đến công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngày một bị đem ra ánh sáng và đánh tới tấp. Ở trong nước, ông Tô Lâm cho đánh bà Nhàn ở hai hướng. Một là từ Đồng Nai, nơi mà công ty IEC của bà Nhàn dính đến gói thầu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ông Đinh Văn Nơi đang hỗ trợ Bộ Công an đánh hướng Bắc
với gói thầu cung cấp vật tư y tế liên quan đến Bệnh viện Nhi Quảng Ninh. Như thông tin mà tờ Thời báo.de đã phân tích, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhân viên tình báo thuộc Tổng cục 2 đội lốt doanh nhân. Lẽ ra, bà Nhàn nên ít hoạt động ở các gói thầu lôm côm trong nước mà tập trung vào các gói thầu cung cấp vũ khí hàng tỷ đô la từ Israel. Tuy nhiên, vì không hãm được lòng tham nên dường như phe ông Tổng đã khui ra các gói thầu của công ty IC trong nước. Bài học Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, bị khui vì công ty Bình Phong vẫn chưa thấm đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn đã dẫm ngay vào vết xe đổ của một đồng nghiệp ngành tình báo. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang cho đánh mạnh vào vụ Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Cũng có ý kiến cho rằng nếu bà Nhàn không dính vào làm ăn trong nước, ông Tổng không thể vin vào đấy mà truy nã bà Nhàn cho được. Khi bà Nhàn thì chăm chú vào môi giới buôn bán vũ khí thì ông Tổng không dám khui vì nó chứa rất nhiều bí mật quốc gia mang tính chất phòng thủ. Bà Nhàn tham quá hóa thầm. Cũng chính vì lòng tham muốn hốt những gói thầu nhỏ trong nước này mà ông Tô Lâm đã dò theo bước chân của IC để đánh tới tấp. Với dự án gói thầu đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh với mức tổng đầu tư là 1.904 tỷ đồng. Vào ngày 1 tháng 10, ông Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về phòng chống tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã xác định IC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu. Đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá để IC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị lên tới 476,87 tỷ đồng. Hành vi này bị xác định là gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu kết luận là khoảng 152 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Được biết, ông Tô Lâm cũng đang xác định 3 mục tiêu chính để tấn công vào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. 2 mục tiêu nổi và 1 mục tiêu nhầm. 2 mục tiêu nổi là đẩy mạnh hơn nữa các vụ án tiêu cực tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai và đẩy mạnh điều tra sai phạm đấu thầu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính khi đó đang là bí thư tỉnh ủy của tỉnh này. Còn mục tiêu thứ 3 là ông Tô Lâm cũng đã tung cảnh sát chìm, đội lất nhân viên ngoại giao tại các đại sứ quán, lãnh sứ quán ở châu Âu, dò la tin tức về nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bắt cóc nếu biết được nơi ở chính xác của bà. Cũng phải nói rằng khi chưa có được đối tượng trong tay, ông Tô Lâm vẫn đang chuẩn bị cho tội chứng rất kỹ để chờ khi tóm được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hồ sơ điều tra đã hoàn tất và sẵn sàng đưa ra truy tố. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là áp lực rất lớn với ông Tô Lâm, bởi nếu chậm là phe ông Tổng sẽ không làm gì được ông Thủ tướng cả. Có thể nói rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tử huyệt của ông Thủ tướng, mà bà Nhàn trốn kỹ là ông Thủ tướng sẽ an toàn. Còn nếu để bị lộ, xem như sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng khó mà cứu chữa cho được. Có vẻ như hiện nay ông Thủ tướng vẫn rất an toàn, nhưng thực ra ông không thể không lo, bởi ông Tô Lâm là người rất giỏi bắt cóc người từ nước ngoài về trong nước để quy án. Phan Văn Anh Vũ, Trương Duy Nhất và Trịnh Xuân Thanh là những thành tích đáng nể của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy lùng nơi ẩn náu. Có người thì cho rằng ông Thủ tướng bị vây vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu không đáng ngại bằng bị vây vụ án liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bởi vụ bà Nhàn có liên quan đến bí mật quốc gia. Chỉ có bằng chứng có sự tham gia của ông Thủ tướng, Bộ Chính trị, không ai có thể đứng về phía ông Thủ tướng cho được. Nhưng điều này ngày một thêm khó khăn khi bà Nhàn đã lẩn trốn khá lâu.